lúc nào đó còn là dự án khởi nghiệp, ngày nay là một công ty công nghệ thông tin quốc tế, DigiU. Kể từ khi DigiU ra đời, những ý tưởng của chúng tôi đã nảy mầm trong tâm trí của hàng nghìn người, và đã 2 năm nay, chúng đã và đang minh chứng độ tin cậy và sức mạnh của mình. Chúng kết hợp tất cả các lục địa trên trái đất và tiếp tục nhận được phản hồi trong nhận thức của nhiều người trên khắp thế giới. Ngày nay, DigiU đó là 182 quốc gia trên thế giới, 100.000 đối tác, 12 ngôn ngữ. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho con người trở thành người thụ hưởng chính từ việc sử dụng các công nghệ hiện đại. DigiU phát triển vì lợi ích của mỗi người và vì lợi ích của cả nhân loại. 2 năm làm việc đó là khai trương thành công sản phẩm DigiU Wealth, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình, đăng ký công ty ở Liên minh châu Âu, trả cổ tức thường xuyên cho tất cả các đối tác, hợp tác với quỹ quốc tế PR Capital, tham gia thành công các hackathon quốc tế về blockchain, bằng sáng chế cho công nghệ của riêng mình về trí tuệ nhân tạo, tổng hợp giọng nói, kỳ lân tiềm năng của chúng tôi, giao thức chuỗi chéo AI. Đây là công nghệ sẽ thay đổi thế giới. Tất cả những điều này trở nên khả thi là nhờ đội ngũ chuyên nghiệp và các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn mỗi người vì đã chia sẻ các giá trị của chúng tôi và tin tưởng vào dự án DigiU. Chúng ta cùng nhau làm cho trí tuệ nhân tạo trở nên phổ cập, blockchain trở nên dễ hiểu, bản sao kỹ thuật số của con người trở nên hiện thực và tạo ra đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các gã khổng lồ công nghệ. Chúng ta cùng nhau, đó là sức mạnh. DigiU, hãy trở thành một phần của sự thay đổi toàn cầu. Tất cả chỉ mới bắt đầu.